Sau thời gian chờ đợi thì cuối cùng em nó cũng đã đến. Và đúng cũng 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 đúng như tôi mong muốn ở clip này. Thôi, giờ em sẽ thả nó về với thiên nhiên. Cảm ơn mày đã tới và ủng hộ và giúp tao hoàn thành cái clip này. Cảm ơn mày đã tới ủng hộ kênh YouTube của tao. Bye đi.